Trước khi bước vào vòng thi song ca tranh tài đầy gay cấn và hấp dẫn, huấn luyện viên Thoại Mỹ và các thí sinh đã có buổi dâng hương và viếng thăm chùa nghệ sĩ và đền thờ tổ nghiệp. Đây là nghệ sĩ nhân dân Phùng Há. Chắc các em cũng đã nghe tên là nghệ danh của ngoại rồi, lừng lẫy như thế nào rồi. Chị thì thường, ngoại Bảy đây là một người thầy của chị, mà chị thì coi như là được ngoại xem như là một đứa cháu, một đứa con, nên chị thường kêu ngoại là bà ngoại. Chị xem ngoại đây là một người thầy tổ của mình, như là một tổ nghiệp của mình vậy đó. Lúc nào chị cũng, trong lòng chị cũng luôn suy nghĩ ngoại là một ông tổ của mình. Cho nên mỗi lần mà chị làm việc gì hay là tất cả những cái gì, chị giống như là đều nghĩ, đều xin ngoại. Rồi những cái gì mà ngoại đã truyền đạt, đã dạy cho chị trong mấy năm học trong trường, rồi sau đó không phải học trong trường 3 năm không, mà cho tới ngày ngoại nằm xuống, chị vẫn học ở ngoại. Đến ngày mà ngoại gần mất, ngoại lẫn rồi đó, chị lên là ngoại không biết gì hết. Nhưng mà chỉ trong 5-10 năm, không tới được 10 phút nữa là giống như ngoại tỉnh lại đó. Ngoại tỉnh lại, tự nhiên ngoại đứng lên là ngoại kêu vô, ngoại múa, ngoại chạy dạy, phải học liền. Ngoại sẽ không dạy được nữa. Là tự nhiên ngoại tỉnh lên, ngoại đứng lên, ngoại múa khi bằng là không phải là một người bệnh. Múa đá tay đá chân mà trước đó là ngoại không có biết gì hết. Đến gần chết tự nhiên ngoại báo. Rồi chị mới lên thì chị thấy ngoại vậy, thì chị mới ôm chân thì tự nhiên ngoại đứng lên là ngoại nói. Xong rồi ngoại múa mà kêu bằng ai cũng bất ngờ. Chứ còn bình thường là đâu có làm gì nổi đâu nhớ. Mà đứng lên là nhớ từng chữ diễn, từng chữ ca của mình, từng chữ thoại của mình. Rồi dạy chị là phải thoại làm sao, ngâm làm sao. Cái nhân vật của ngoại hát. Cho nên đây là một cái điều, một cái quý báu, mà một cái mà chị không thể nào mà chị so sánh được với bất cứ một cái gì được. Đến đây thắp nhang cho ngôi tâm bảo, sau đó là thắp nhang cho thầy cô ngoại Bảy, và cùng tất cả các cô chú anh chị tại nghĩa trang nghệ sĩ. Hôm nay chúng em đến đây thắp hương cho các em thí sinh có thật nhiều sức khỏe, thông minh sáng suốt, và có được những cơ hội may mắn trong nghề nghiệp của mình, để được đến với nghề hát cải lương, để mà tiếp nối bậc tiền bối của các cô chú anh chị đi trước. Con em xin anh đổ cho các em. Đến với không khí của chùa nghệ sĩ, khi bước vô thấy có một cái cảm xúc gì nó khó tả lắm. Rồi đến thắp nhang từng cô chú, các anh chị đi trước, cảm giác nó có gì đó nó không biết phải nói làm sao nữa. Tự nhiên cái thắp nhang xong cái giống như muốn khóc vậy đó, thấy thương lắm. Nhìn những cô chú anh chị đi trước, bởi vậy mình phải cố gắng, để tự nhủ lòng mình phải cố gắng rất nhiều để tiếp nối những cái lửa, cái đam mê mà cô chú anh chị đã truyền lại cả đời công hiến. Rồi nằm đó nhưng mà vẫn ở mãi trong lòng của các con cháu thế hệ sau, và tiếp bước, tụi con sẽ cố gắng tiếp bước theo cái nghề, cái máu lửa của các cô chú. Đây là mộ của bà Năm Đồ, nghệ sĩ nhân dân Năm Đồ.
là hát tuồng Hồ Quảng ngày xưa đó, mình hát bội á. Giờ mình vô đây ha. Mộ của bác Ba Dân là người nghệ sĩ hát kép độc, kép lẳng là rất tuyệt vời, rất nổi tiếng. Mà cho tới tận bây giờ là chị nghe cô chú lớn nói là chưa có người nào mà có thể như bác Ba được. Còn đây là ông Út Trà Ôn, nghệ danh của ông. Thì mấy em cũng đã nghe danh của ông Út rồi phải không? Là một danh ca vọng cổ, là một ông vua vọng cổ. Mà ông đã để lại những bài mà ông đã thể hiện, ông hát. Mà cho đến thế hệ, như bằng bao nhiêu thế hệ là vẫn còn phải thích những cái bài hát của ông thể hiện và học hỏi ở ông rất là nhiều. Là một danh ca, một ông vua vọng cổ, phải nói là ông vua, không còn cái từ nào để mà phong cho ông nữa. Wow, vô đây mát quá ha. Đây là ban thờ của tổ nghiệp sân khấu của mình á. Đây là cái ban chính. Còn bên đây là ban tiền hiền hậu hiền của các ông bà cô chú bậc tiền bối, nghệ sĩ nè, ca sĩ nè, rồi soạn giả, rồi đạo diễn, kỹ thuật âm thanh ánh sáng, công nhân hậu đài, biên đạo múa. Nói chung là những người đã tham gia, đã là một người nghệ sĩ cho ngành sân khấu, đã được thờ bên đây. Còn bên đây là ban thờ của trăm họ khán giả, là rất là nhiều khán giả đã cho mình, đã ủng hộ mình và đã cho mình cái chén cơm để cho anh em nghệ sĩ nhờ hát, là nhờ khán giả. Cho nên là anh Hoài Linh Hạnh đã lập một cái ban thờ này mà từ trước tới giờ là chưa ai làm cái điều này hết. Phải tri ân và luôn nhớ ơn những người khán giả. Nhiều khi là người ta thương nghệ sĩ mình, người ta giống như là hỗ trợ cho nghệ sĩ mình, và hàng đêm họ đi coi đó, là để mua từng chiếc vé cho mình để mà mình coi mình hát. Ngoài cái sự ái mộ đó, họ còn muốn giúp đỡ mình để cho mình có thêm cái lửa nghề để mình hát, cái động lực. Còn đây là ban cung của tổ nghiệp mình, của ba vị tứ tổ. Sở dĩ bữa nay là chị Mỹ muốn dẫn mấy em lên đền thờ Tâm Linh Việt này để đốt nhang cho tổ nghiệp. Tại vì cái chương trình và các bạn ở trong ekip chương trình của mình Đường Đến Danh Ca Vọng Cổ nữa, chị Mỹ muốn lên giống như là mình làm cái gì mình cũng có một cái sự tâm linh. Mình lên mình trình tổ là mình làm một cái chương trình về cái nghệ thuật, mà cái chương trình này cũng là rất lớn chứ không phải là đơn giản. Nên chị muốn các có những bạn chưa hề bước chân vào nghề, rồi hôm nay sẵn dịp chị Mỹ dẫn các em lên đây để các em thắp nén hương, giống như là các em trình tổ cho các em được đến với cái bộ môn nghệ thuật cải lương này để xin tổ. Mình làm gì mình cũng phải nhớ tới bậc thầy tổ của mình là cái nguồn gốc. Và sau đó là các ông bà, cô chú, anh chị, bậc tiền nhân, nghệ sĩ và các bộ phận khác nữa đã cống hiến cho nghề, cho nghệ thuật sân khấu của mình. Thì mình làm gì mình cũng phải nhớ tới những người ấy. Và nữa là những vị khán giả đã, những người sẽ theo suốt mình và ủng hộ cho mình. Thì hôm nay đây là một việc làm rất là có ý nghĩa. Chị Mỹ muốn là các em với lòng thành tâm của mình, các em về để thắp nén hương với tất cả cái lòng thành tâm của mình để xin tổ nghiệp giang đàn đồng tay đón mình, cho mình được bước chân vào nghề ha. Thành ra là đốt hương đi rồi lại ông ha.
nói chung là rất là thiêng liêng. Đền thờ của chú Hoài Linh thì có một cái đặc biệt là khác với những cái đền thờ, những bàn thờ tổ khác, là có một bàn thờ của trăm họ khán giả. Và thật ra đúng để có được như ngày hôm nay thì các con đang tập tành những bước đi đầu tiên vào nghề, có những bước tiến mới, có những ấy, thì cũng phải cảm ơn trăm vị, trăm họ khán giả đã lúc nào cũng yêu mến và ủng hộ tụi con. Và rất mong quý vị khán giả hãy ủng hộ cho tất cả các thí sinh trong chương trình Đường Đến Danh Ca Vọng Cổ. Xin cảm ơn.